bạn, thì hôm nay sẽ là một cái video về DIY nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái DIY về toner chấm táo nha. Đây là lọ chấm táo nè. Và bây giờ mình cùng bắt đầu làm nha. Nguyên liệu của để làm thì rất là đơn giản thôi nha. Thì đầu tiên mình sẽ có giấm táo nhé. Giấm táo này là giấm táo nguyên chất nha các bạn, và là giấm táo handmade chứ không phải là giấm táo công nghiệp nha. Lọ này mình mua với giá là 35 ngàn nha các bạn. Tiếp theo sẽ là nước lọc nha. Các bạn lấy nước lọc nhé, đừng có lấy nước có thứ ở trong giòi ra nha, sẽ không tốt đâu á. Cuối cùng là dụng cụ để đựng, thì mình sẽ sử dụng một cái chai có vòi như thế này. Các bạn có thể đựng những cái bất cứ cái chai nào mà các bạn rửa sạch ấy, rồi các bạn đựng. Đầu tiên là mình sẽ cho giấm táo này vào trong chai nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ dùng nước lọc để đổ vào trong này. Thì lượng nước sẽ là một một với giấm táo nha các bạn. Hồi nãy là giấm táo là tới cái nhãn này, cho nên là bây giờ mình sẽ đổ cái nước lọc này bằng với lượng giấm táo hồi nãy trong lọ nha. Mình đã đong một lượng nước bằng với lượng giấm táo hồi nãy rồi. Bây giờ mình chỉ việc cho nước này vào trong chai thôi nha các bạn. Ta-da! Như vậy là xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình chỉ việc dùng thôi. Khi xài thì các bạn lắc đều lên nhé, để cho nước và giấm táo hòa với nhau. Như vậy là mình đã có được một toner rồi đó, toner giấm táo rồi đó các bạn. Mỗi khi mà các bạn rửa mặt xong ấy, thì các bạn sẽ xịt cái toner này vào trong bông tẩy trang để có thể làm sạch da mặt, xây khít lỗ chân lông. Sẽ lúc mà các bạn rửa mặt thì thường là da bị khô ấy, căng ấy, thì các bạn dùng toner này để lau thì nó sẽ cân bằng lại độ pH cho da. Như vậy thì da các bạn sẽ không còn khô, không còn căng nữa. Và một điều quan trọng nữa là khi mà dùng toner thì những cái bước kem dưỡng serum sau nó sẽ được hấp thu tốt hơn. Các bạn nhớ xài toner vào mỗi buổi tối nha. Và đây thì mình cũng chia sẻ về công dụng của giấm táo cho các bạn xem nha. Đó là giúp da trắng mịn, se khít lỗ chân lông, trị mụn và đánh bay vết thâm. Cho nên là chỉ cần những công dụng đó thôi thì mình nghĩ đã rất tốt cho da mặt rồi. Cho nên là mình khuyên các bạn là nên làm một cái DIY vừa rẻ nè, mà lại vừa có tốt cho da mặt của mình nữa. Thì phần DIY của mình đến đây là hết rồi. Một cái clip ngắn ngắn thôi, nhưng mình hy vọng là sẽ chia sẻ cho các bạn được một tip làm đẹp nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua.